Mỗi tòa trên hâm, chiếp há nhắng vi trình lệnh chiếp nhẹ cao bằng tổ chức công bố nghị quyết dìm chính phủ mình trang điệp tổng phấu cao bằng. Nãy bế sĩ tàu chiên bế mảy lây thu tái cứu miền mạng tổng phấu con tàn, cáp cứu miền mạng cao bằng con choáng. Năm quý, chiếp nhắng chế liệp cứu phán tráng, nom phắng tổng phấu cao hoi cao kiện tại, vần mềm, tỏ bế vần mai tế tiệp mảy tan, dìm nom tóng tẩy lăng. Bến chàng tế tiểu bế quyền khấy dìm nom tóng cờ lên cua dìm cao bằng. Có từ cao tú ký bó kiếu nằm tóng tổng phấu kiếu bè có nằm phẳng mình phần hóa mải tàn cáp kiếu có cổng tình xiang díp bó có cổng tình can căng can triệt nằm tóng gầy phấu chùm tối miền kiếu may hiếu của chí tiểu vườn khâu ta đâu gần chìm nhắng chàng điệp tổng phấu cao bằng đà cán bế biến chàng chiến nằm phẳng gầy phấu trung tâm phán trắng diêm tiên tóng tổng phá mày tú tế tiệp lại bế sĩ chút khác mày thu diêm chàng hốc máy chính trị kéo sĩ hò nhiễu diêm nhiệt màn khắp phím miền diêm tây vùng ngang chiệp nhắng cháy tiệp kéo phán trắng khỏi diền mép mày chấm tiệp quyền khâu ta đâu đảng bộ chính quyền kéo miền màn khắp phím miền tổng phấu đà siêu tú chấm tiệp mày lống chiên quyền hay tàu tiệp buôn bua diệt năm phắng hơi phấu mày chấm tiệp mày trắng mày lầy kéo sĩ phán trắng thổng tạp diêm mùi tiểu công đỏ nhất bên tâm phắng tổng phấu máy tình phiền thiêu càn có phường diêm có năm tóng và đống tổng phấu tháo có xả diêm cửa lên cào hoi cào mạch lống sấy chẳng hú biển cứu hiểu tròi diêm miệt màn cào hoi cào tú trào làng là người dân của Cao Bằng ấy chị thấy rất là bê miền màn diêm Cao Bằng dê trên hai quyền cây cha cụ phát nay Cao Bằng biển thiếu chiến trăm can cơ sở cả tầng văn hóa ánh tháo có biển tóng chiều xào chiều hắc lại phán tráng chiến trăm cháu tú sùng bùa nhịp nhau chiến bên hắc ói hai chuyển hoi cháu sùng nhau bùa chiều to của hoa chuốt lại rào kéo bê phấu giảng cháu kim đồng trầm tuần bê chiến hắc bê máy xỉu hiền tú vừa trên quyền khơi kiếm vận khí tú chàng kiêm nam tóng đào tẩy Cao Bằng được sống ở cái mảnh đất Cao Bằng này là một người công dân của thành phố Cao Bằng mê miền màn diêm tổng phấu Cao Bằng chót giấy kéo thu pháo vượt xỉ phiền thiếu diêm tổng phấu Cao Bằng nhất mê can chiệp nhãng tạo ruột nay ít Cao Bằng pháo tổng phấu dê vượt mài chiên chắp tiểu xỉ tàu phán tráng mình cơ sở dê bượt mài chiên chám tiểu phán tráng mình cơ sở cả tầng sấy chàng nhiều tròi miệt màn tú quái phiền phun bượt đỏ mê chỉ đàn miền diêm tổng phấu Cao Bằng dê bượt chiên quyền khơi mình xì phiền thiếu lại ơi căn lại vua bượt bôi nhiên quyền xin hắng với chủ chiếm chống hay nhùng căn vua điều chống hắng hái điều cắt quyền bị xì phiền thiếu lại góp phần vào sự đổi thay đấy của quê hương mình kéo xỉ chốt khắp mảnh thu diêm chàng phóng máy chính trị kéo xỉ khò nhớ diêm miền màn có phính miền diêm tẩy bùng hàng luật tế tiều hắn bê quầy tình phán trắng trà tình xã hội tú triển khoai diệt tế tiều choáng tú lống mình có vườn còn khá diêm nhúng tẩy bùng chiều ấy căn cơ sở coi cháu tú gọp lây tế tiều mày trắng mày lầy diêm tẩy bùng kéo có vườn còn khá kiệt lành tú cháu can chỉ tiều bùng húng mày lống thay đổi rất nhiều và cũng ý muốn của nhân dân Cao Bằng nói chung. Biển thiêu chiến trăm chiều căn tế tiểu hám ói căn miền màn Cao Bằng con choáng hít cua chàng đầu tư bị phấu giảng cháu nay căn hoi cháu sùng chủ con tháo miền bản Cao Bằng chiên quyền khơi vậy hám ói mùi làn cháu túc mày nhàn nha tỏ chiều anh chụp mày tóng rào mài tóng cụ luyện thể dục thể thao con choáng bên sĩ chốt khá càng có là niềm tỏ tạo diêm xanh tròn chun bị cháu y chàn mài khu kịn nha mê điều buôn miền bàn tú hường cháu tú có cổng tình tháng nay bè có nằm pháng tổng phố Cao Bằng chiên ruồi vậy hát lại mài chắp làn miền diêm Cao Bằng hát bên mình chốt khói khu tẩy bung ít táo xuấn con Cao Bằng y chàn chiên bên viện thiếu trăm viện thiếu tướng thòi như bùa chiều bên phần khí, con hỏi thá, hỏi liều, tu hưởng tới tiểu viện thiếu diêm tổng phấu. Cái thay đổi của thành phố.
Y chàng tổng phấu vốn tiền, nông tổng, hắn phải trả tiền chính trị văn hóa chiếm sang, càng có khăn miền chiến ngành, kéo mê mày khá. Mê nông tổng tháo mày lúng, vùn miền khẽ, tháo kéo nông tổng đào tẩy này. Yeah, bượt mùi tiêu chiên xuầy, yeah, bượt mài thêm, nãy tiêu cặp hấu, chàng cháo chiên về quyền hay, nãy bây giờ tới tiêu viện thiếu lống, tới tiêu viện thiếu nay, yêm tình nhìn hoi tổng phấu xẻ phán trắng cào tram, siêu tú miền khẽ, tháo diều rào cào tram, kéo mùi làn xẻ hiếu tháo cao bằng ánh cào tram thêm. Tại vì đi mấy tỉnh khác rồi. Yeah, mình dịch luật có sáng Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Si Tháo Cao Bằng. Yeah, vừa tổng phấu Cao Bằng trên ruồi, kéo cọc quang, chám nồm peo, y chàn đạp với cháy thang, chiên hiện đại, tỏ phần mấy bài tí tiệc mài tan, diêm nó tóng tẩy thang. Trên cung đường đèo thì đẹp hơn. Có nồm phán, mình vần khóa, hắng phấu giàng cháo, mấy bài chám dùng, màng chiên ruồi, lại với tí tiểu quyền hơi, cần mấy con bè gái tặng miền bàn tổng phấu chiều bé ói bùn bùn chiều cù phát hưu khít con tháo bột nhiệt tẩy bùn. Mình cảm thấy rất là tự hào vì được sinh ra chiên quyền khơi phải bé tú chốt sấy kiêm nó tóng đào tẩy Cao Bằng kéo nhất bè phấu chàng cháo siêu tốt miền khẽ kéo chiên quyền khơi phải tú chuẩn sinh phấu chàng cháo kim đồng buôn miền khẽ, cóm chóng nông tóng, cháy sẽ khiếu tháo Cao Bằng. Mình văn khóa kéo tới tiều còn rú đảng hoi chiếm có phí miền. Miền hoi, bố nhe khỏ tòng chiều vài tròn chấu đầy trình tráng niệm chiệp nháng chiệp điệp tộc phấu Cao Bằng. Có tiết mục, tháng về có chiếu và chiếc vùng kiều, kéo về trong chút đồ khấu chiên màng xoài, chiên oi hăm tu chip lành kéo, có vườn việc khẽ khiếu tháo Cao Bằng cao chóng thêm. Tế tiểu quyền hay bê miệt màn tổng phấu, ngầm cháy liệp máy cảnh lào, đà nghi chốt quen tháo cứu tròn lưu mùi lằn miền. Ngay liềm bê có lằn cùng hòa, tổng phấu chiều xanh sẽ coi thám tú cụ luyện, hộ tổ điều tú, cháu chám tiểu mạch lống buôn tổng phấu cào hoi, cào lống xoài. Thật tự hào khi được sinh sống và học tập. Yeah, chiên quyền hay chàng diêm kéo cụ tổ diêm tổng phấu Cao Bằng, tổng phấu bê trong tóng trung tâm diêm xanh Cao Bằng. Có tiểu cáo pháo dì kéo có nồm giao hàng danh xe mảng chiên xoài. Thí dụ hắn ngọt tòng dì bùa cơ sở của bền tú có làn phiền xanh trong bền chiên mài cáo. Điều bùn dì bùa mài bát mê khủ tụ chiên mê lống nhất. Kéo xì phán tráng việt thiếu tài mê dì bùa càn hắn mê làm kéo quyền xin mê chủ chiên chuất khác của tụ ngủ luyện điều mẹ bát mẹ díp bó, hồn có làn có tỏ trái tiệp kế phán tráng tổng phấu Cao Bằng, cào hoi, cào phút tròi, lống rồi. Để có thể tiếp bước cha anh xây dựng và phát triển thành phố Cao Bằng giàu đẹp hơn nữa. Phán tráng xiếp hiện tại, tỏ bê máy đót mình tới tiểu phần khóa, kéo tới tiểu mải tan, đảng đà mày, diêm diệt nông cầy phấu, diêm tóng kiểm tàu. Có làn miền, diêm tổng phấu có tàn, kéo Cao Bằng có trắng, vần truyền bê chấu, khiển pháo buôn chiến ông tổng phấu căn có tác phẩm nghệ thuật to túc mày tới tiểu diêm tóng tẩy thang cuốn bè chót cáp kéo tới tiểu mày quyền hê năm pháng diệt ông tổng phấu phần mình manh rình ruồi diệt ông tổng phấu triền hiện tại kéo mê mày chấm quyền phần khóa tướng hoài mày lống diêm có lần miệt màn kéo miền khẽ quý lại tới tiểu quyền hê hít miệt màn diêm tổng phấu Cao Bằng ánh cào hoi cào phu pháo tướng hoi kéo tới tiều mê xiến hám ói mài chuốt xiềng. Tôi tin tưởng rằng đó, với cái mức độ phát triển của thành phố Cao Bằng dê xiến cái mức độ phản kháng diêm tổng phấu Cao Bằng có chẳng đảng u kéo tình nhìn hoi cứ tháng nay sẽ phải cào hoi cào lống ruồi miền màn Cao Bằng cào hoi cào mài chấm nông tóng liều mê siêu màng tới tiều ruồi chiên chiêm tổng phấu vậy bé khít mài của kỵ nha mẹ y chản mẹ chủ cháu mẹ miền màn xẻ bượt xỉ tổ tạo chiêm tổng phấu chiêm xanh mẹ tổng phấu Cao Bằng xẻ cào hoi cào bượt phán giáng rất là mạnh mẽ. Tôi bước đi giữa lòng thành phố trời đêm lung linh ánh điện như sao.
thành phố nguy nga lộng lẫy. Nhịp cầu bắc qua sông, nhà tầng tầng cao, sức sống đang dâng trào. Tôi lớn lên trong lòng phố núi, lời mẹ hát ru tháng năm cho tôi bao khát khao và mơ ước. Hai tiếng quê hương rất đỗi thiêng liêng, rất đỗi tự hào.